Hồi xưa ai mà hỏi mình có set combo màu nước cho người mới nào với giá chỉ 100k thôi là bị mình cười thối mũi luôn á. Thế mà bây giờ nghiệp quật chính mình thật luôn mọi người ạ. Tại vì ghé Tanuki thực sự có cái combo đấy luôn ý. Cùng theo chân mình để xem với 100k thì các bạn có thể mua được những gì nha. Về màu nước thì mình mới hóng được là Tanuki mới ra set pocket màu nước Aggression này với giá chỉ 60.000. Quá rẻ nên là vào giỏ luôn. Cọ lông bình thường thì có hơi nhàm chán quá không nhỉ? Đổi gió sang cọ nước với giá chỉ 22.000 một chiếc thôi nha. Có cọ, có màu rồi thì còn cần giấy nữa phải không mọi người nhỉ? Ghé qua đây để tậu thêm một set giấy màu nước happy. Thế là mình đã đầy đủ đồ để bắt đầu tập vẽ màu nước rồi. Với khả năng tính toán thân sâu của bản thân thì mình chắc chắn rằng đống họa cụ này không thể nào quá 100.000 được. Đấy mọi người nhìn xem, mình mà đã tính toán thì chỉ có chuẩn thôi. Tổng kết lại ngày hôm nay thì mình đã tậu được một cây cọ nước, một set pocket màu nước của Aggression và một set giấy màu nước happy 10 tờ lận. Giờ thì mọi người cùng chờ xem ngày mai Tanuki sẽ test cái combo họa cụ 100k này như thế nào nha.